Ngọc Hà kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp thứ tư ngày 30 tháng 11. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Bản tin hôm nay có những nội dung gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tàu chiến Mỹ áp sát Trường Sa, Trung Quốc nói đã xua đuổi. 18 học sinh ở Cao Bằng bỗng dưng ngất tập thể. Độc tố đáng sợ mua dễ như rau, học sinh thi nhau đặt hàng. Báo động lây nhiễm HIV ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam. Vụ nữ sinh bị tông tử vong ở Ninh Thuận khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân. Việt Nam dự kiến đón công dân thứ 100 triệu vào năm 2023. 9 ngư dân sống sót ở cồn cát giữa Trường Sa nhờ 1,5 lít nước. Ngụy trang 700 chai rượu lậu tiền tỷ trong xe container chở hành tây. Loạt ngân hàng đưa lãi suất tiền gửi vượt 10% trên năm. Nhiều nhà vườn lo mai Tết nở sớm. Sau đây là nội dung chi tiết. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết, ngày 29 tháng 11, tàu USS Chancellorsville đã thực thi quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế tại khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Về phía Trung Quốc, quân đội Trung Quốc cho biết đã xua đuổi một tàu tuần duyên Mỹ khi tàu này vào khu vực gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ nước này được cho là đã viết trên tài khoản mạng xã hội WeChat rằng lực lượng Trung Quốc vẫn duy trì báo động cao. Được biết, Trung Quốc ngang nhiên đơn phương tuyên bố chủ quyền ở hầu hết Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ thường xuyên thách thức các tuyên bố chủ quyền này thông qua các hoạt động tuần tra tự do hàng hải và các tuyên bố khác. Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc đưa thông tin về chuyện xua đuổi tàu Mỹ. Các thông tin này cũng không phải lúc nào cũng được phía Mỹ xác nhận. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Vài năm nay, tình hình Biển Đông có phần yên ắng khi thế giới chú trọng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, từ khóa Biển Đông được nhắc tới gần đây sau khi Philippines tố Trung Quốc giành giật vật thể nổi không xác định trên Biển Đông. Bộ Y tế thông tin, tại trường Nà Rại, trường tiểu học Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng hôm 24 tháng 11 vừa qua, có một số học sinh bỗng dưng ngất, khóc thét, co cứng chân tay, sợ hãi, gọi hỏi không trả lời, kích động, đánh người. Thời gian mỗi cơn khoảng 3 đến 5 phút, sau đó tăng dần lên 10 đến 30 phút. Sau cơn các em ngủ lịm khoảng 10 đến 20 phút rồi tỉnh lại và tiếp xúc bình thường. Triệu chứng chỉ xuất hiện khi ở nơi đông người, khởi phát từ một học sinh và lan truyền sang các em khác. Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng, Nông Tuấn Phong đánh giá, đây là chứng rối loạn tâm lý thường gặp ở môi trường đông người, nhất là trường học. 18 trẻ gồm 2 nam, 16 nữ đang được theo dõi sức khỏe tại nhà, nâng cao tâm lý và bổ sung dinh dưỡng. Hai ngày qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng hướng dẫn các giáo viên xử lý khi xảy ra các ca bệnh tương tự, nhanh chóng đưa học sinh bị bệnh ra phòng riêng, yên tĩnh để theo dõi. Nhà trường thông báo cho gia đình học sinh biết và phối hợp theo dõi, chăm sóc trẻ. Rối loạn phân ly tập thể là tình trạng xảy ra đồng loạt trong một nhóm hoặc một tập thể như trường học, đám đông. Khi một người trong nhóm có biểu hiện bệnh, những người còn lại có xu hướng bị lan truyền. Trên thế giới cũng đã nhiều lần ghi nhận hiện tượng này. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ những yếu tố nguy cơ gây ra rối loạn phân ly và rối loạn phân ly tập thể. Báo Vietnamnet dẫn lời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hàng tháng, bệnh viện đều tiếp nhận các ca bệnh nhập viện do ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử. Những biểu hiện của ngộ độc cấp tính thuốc lá điện tử thường thấy gồm bất tỉnh, sùi bọt mép, co giật, tím tái, không tự chủ vệ sinh, nhiều ca nặng gây tổn thương đa tạng, hôn mê sâu. Theo bác sĩ Nguyên, thuốc lá điện tử là sản phẩm nhân tạo chứa nhiều thành phần phức tạp ngoài nicotine. Các chất lỏng trong thuốc lá điện tử không ngừng biến đổi theo thời gian, liên tục có các chất mới, hương vị mới. Không ít loại còn được cho thêm ma túy tổng hợp để làm tăng các cảm giác phê và nghiện cho người dùng. Những chất này gây ảnh hưởng đến rối loạn tâm thần, sau đó gây hàng loạt ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh, não bộ và nhiều cơ quan trong cơ thể, thậm chí khiến người dùng tử vong. Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh, có thể nói, thuốc lá điện tử là môi trường lý tưởng để ma túy thế hệ mới tràn vào, là nơi để các chất này sống, tồn tại, gây nguy hại cho người dùng. Người trẻ sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất gây nguy hại khiến nhiều chuyên gia y tế lo lắng. Tuy nhiên, việc mua sản phẩm lại rất dễ dàng.
Chỉ cần một cái click chuột, một cuộc gọi điện thoại, bất cứ ai có trong tay vài trăm nghìn cũng có thể sở hữu loại sản phẩm này. Gõ từ khóa mua thuốc lá điện tử, trang tìm kiếm Google cho ra 42.300.000 kết quả chỉ trong 0,43 giây. Trên các tài khoản mạng xã hội, người bán vô tư đăng bài viết với những lời quảng cáo có cánh, hình ảnh bắt mắt. Đây là những bài viết giới thiệu sản phẩm của các cửa hàng kinh doanh thuốc lá điện tử. Việc sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện ở học đường hiện nay đang là hiện tượng đáng báo động và cần sớm có sự vào cuộc của các bộ ngành và toàn xã hội. Mới đây, tại lễ meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2022, nhiều thông tin đáng chú ý về tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam được đưa ra. Đại diện Bộ Y tế cho biết từ năm 2020 đến nay, dịch HIV đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam. Từ năm 2017 đến năm 2019, mỗi năm Việt Nam phát hiện khoảng 10.000 trường hợp nhiễm HIV, nhưng trong 2 năm gần đây, mặc dù dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc xét nghiệm HIV, nhưng số trường hợp nhiễm HIV được phát hiện lên tới hơn 10.000 trường hợp mỗi năm. Đáng chú ý, xu hướng dịch HIV đang thay đổi từ lây nhiễm chủ yếu từ đường máu như tiêm chích sang lây qua đường tình dục. Trong các trường hợp nhiễm mới HIV, có 85% là nam giới, gần 50% trong độ tuổi trẻ từ 16 đến 29 tuổi. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 242.000 người nhiễm HIV trong cộng đồng. Số xét nghiệm đang báo cáo hiện mắc là 220.580 người. Tích lũy từ năm 1990 đến nay, đã có 112.368 người tử vong do HIV/AIDS. Đại diện Cục HIV/AIDS cho hay, mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 khó thực hiện nếu không khống chế và giảm lây nhiễm được ở nhóm đồng tính và nhóm thanh thiếu niên trẻ có quan hệ tình dục không an toàn. Báo chí nhà nước cho biết, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 ở tỉnh Ninh Thuận bị một quân nhân tông tử vong, cơ quan điều tra hình sự đã khởi tố cho tại ngoại đối với Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ, sinh năm 1972, quê Bình Dương, là vợ và chú của cựu quân nhân Hoàng Văn Minh, 36 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận, thiếu tá, trợ lý, tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, để điều tra về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối. Theo cơ quan điều tra, bị can Võ ban đầu đã tự nhận mình là người lái xe thay cho bị can Hoàng Văn Minh. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6, quân nhân Hoàng Văn Minh điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường 16 tháng 4 theo hướng từ biển Bình Sơn đi quảng trường 16 tháng 4. Khi đến gần cổng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, Vietinbank Ninh Thuận, quân nhân này chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng, ông Minh đã va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn, điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm em Hoàng Anh bị ngã xuống đường và vào trụ đèn chiếu sáng trước cổng ngân hàng Vietinbank, tử vong. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình nhận được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là 0,79 gram trên lít. Cha của nữ sinh, ông Hồ Hoàng Hùng, nói với báo giới trong nước rằng ông rất bức xúc trước kết quả trên và đã gửi đơn khiếu nại. Tại buổi họp báo hôm 2 tháng 8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, khẳng định kết quả nồng độ đo cồn là sai. Nguyên nhân được xác định là do kỹ thuật viên thực hiện không đúng các bước kỹ thuật quy định. Bên cạnh đó, đại diện Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàng khẳng định quân nhân lái ô tô đã vi phạm luật giao thông khi nghe điện thoại trong lúc điều khiển xe, chuyển làn thiếu quan sát. Riêng nữ sinh Hồ Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ. Báo VN Express đưa tin, dân số Việt Nam hiện có hơn 99 triệu người, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 châu Á và thứ 3 ASEAN, dự kiến chào đón công dân thứ 100 triệu vào năm 2023. Theo Tổng cục Dân số, hiện chưa rõ thời điểm dự kiến em bé thứ 100 triệu chào đời. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1 triệu trẻ em được sinh ra. Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế nhận định, quy mô dân số lớn mang đến nhiều lợi thế nhưng cũng nhiều thách thức cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó, vị thanh niên là nhóm dễ bị tổn thương và đang ở độ tuổi thay đổi lớn về tâm sinh lý, tích lũy kiến thức, tri thức, hình thành nhân cách để chuẩn bị bước vào đời. Theo Bộ Y tế, một nửa số ca phá thai tại Việt Nam là mang thai ngoài ý muốn, do nhiều người không được đáp ứng về các biện pháp tránh thai an toàn. Đáng báo động là điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021 cho thấy tỷ lệ phá thai cao nhất ở phụ nữ từ 25 đến 29 tuổi, trung bình 9 lần trên 1.000 phụ nữ. Tiếp theo là nhóm 20 đến 24 tuổi, 7 lần trên 1.000 phụ nữ, nhóm 30 đến 39 tuổi, 6 lần trên 1.000 phụ nữ, nhóm vị thanh niên từ 15 đến 19 tuổi có tỷ lệ phá thai là 1 lần trên 1.000 phụ nữ. Truyền thông trong nước đưa tin, vào ngày hôm qua 29 tháng 11, 9 ngư dân trên tàu cá gặp nạn khi đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa đã về đến xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Nở, 28 tuổi, cho biết sự việc xảy ra tối ngày 1 tháng 11.
Khi tàu Anh đang đánh bắt ở khu vực gần đảo Trường Sa, thì thời tiết trên biển chuyển biến xấu, mây mù cùng dông lốc xuất hiện. Đến khoảng 20 giờ, một con sóng dữ đánh tàu lật úp, 11 ngư dân bị hất văng xuống biển. Trong đêm tối, nhóm ngư dân nhìn thấy một phần con tàu vẫn nổi trên mặt biển và cố gắng bơi lại. Sau hơn 1 giờ, 9 ngư dân bám được vào con tàu nổi lập lờ giữa biển, 2 người còn lại mất tích. Mãi đến trưa hôm sau, con tàu bị sóng đánh dạt vào một bãi đá không người ở tại Trường Sa. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cả nhóm nhặt được 2 chai nhựa khoảng 1,5 lít nước. Có được ít nước sạch, 9 ngư dân chia nhau uống cầm cự hơn 5 ngày. May mắn là đến sáng ngày 6 tháng 11, anh Nguyễn Tấn Hòa, 34 tuổi, cùng quê ở xã Bình Châu, đã phát hiện và cứu 9 ngư dân. Anh Hòa kể lại khi thấy tín hiệu cầu cứu từ các áo phao ở bãi đá, anh liền cho người chèo thúng vào. Khi tới nơi, cả 9 ngư dân hầu như mất ý thức, được sơ cứu, uống nước cháo loãng. Thuyền trưởng Hòa sau đó cùng một tàu cá khác trở lại khu vực bãi An Nhơn tìm 2 ngư dân mất tích nhưng không thấy, nên tiếp tục đánh bắt và vừa trở về cách đây gần một tuần. Còn 9 thuyền viên bị nạn ở lại đảo Sơn Ca gần một tháng chờ sức khỏe phục hồi rồi được đưa về quê nhà ở Quảng Ngãi. Báo Thanh Niên đưa tin, tổng cộng 700 chai rượu lậu được ngụy trang trong 60 kiện hàng, bên ngoài là hành tây, vừa bị lật tẩy tại thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 11, tại ngã ba đường Tạ Quang Bửu, giao với đường Tránh Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra xe kéo theo rơ móc của tài xế H, 38 tuổi, ngụ xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Lúc này, bên trong xe container có các thùng hàng xếp thành hai lớp cao 4 tầng. Qua kiểm tra, bên trong các thùng hàng này là hành tây. Tuy nhiên, tiếp tục khám xét, lực lượng cảnh sát phát hiện 60 kiện hàng được bọc trong bao ni lông màu đen chứa rượu ngoại dán các nhãn hiệu nổi tiếng. Tiếp tục kiểm đếm, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định số lượng 700 chai rượu lậu, ước tính giá trị lô hàng khoảng hơn 1 tỷ đồng. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng rượu lậu nêu trên. Hiện toàn bộ lô hàng rượu lậu trên đã bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ theo quy định. Cuộc đua lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục nóng khi hàng loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động trong những ngày cuối tháng 11. Theo đó, Ngân hàng Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank đã đẩy lãi suất tiền gửi lên đến 10,5% trên năm đối với kỳ hạn 13 tháng, lãnh lãi cuối kỳ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB vẫn luôn duy trì mức lãi suất cao, hiện đã đạt mức 9,95% trên năm với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 28 tháng 11. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB đưa lãi suất huy động online cho khách hàng chưa có sổ tiết kiệm, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi tại MSB lên mức 9,9% trên năm với kỳ hạn 15 và 24 tháng. Còn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank niêm yết lãi suất tiền gửi lên cao nhất 9,3% trên năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng với số tiền từ 3 tỷ đồng trở lên. Các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất huy động cũng đồng loạt lên mức 9% trên năm. Còn nếu gửi từ 6 tháng, lãi suất đã lên mức 9,9% trên năm. Hơn chục ngân hàng trên thị trường đang trả lãi suất trên 9% một năm cho khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng như Kiên Long Bank, GP Bank, Bảo Việt Bank, PG Bank, OCB, VP Bank, Việt Bank, Sacombank, C Bank. Tại nhóm ngân hàng nhà nước, lãi suất kỳ hạn 12 tháng cũng xấp xỉ mức 8% trên năm. So với đầu tháng 11, lãi suất cho vay với khách hàng cá nhân cũng tăng khá nhanh, áp lực lên người đi vay hiện lên mức 14-15% trên năm, chưa kể chi phí mua bảo hiểm. Dù gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song hiện nhiều người trồng mai ở thành phố Hồ Chí Minh như đang ngồi trên đống lửa bởi thời tiết diễn biến bất thường, có thể khiến mai nở sớm. Ông Hòa, chủ sở hữu 300 cây mai ở Củ Chi cho hay, năm nay thời tiết không thuận lợi, đầu tháng 11 đến nay trời âm u, mưa kéo dài khiến nhiều cây bung ra nở hoa. 2 tuần tới, nếu thời tiết không thay đổi, 300 cây mai đến Tết của ông Hòa chắc chỉ còn vài bông. Cùng có chung lo lắng, ông Hiếu, chủ vườn sở hữu 4.000 gốc mai ở Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, cho rằng vườn mai của ông cũng có dấu hiệu nở sớm. Theo ông Hiếu, nếu thời tiết vẫn mưa kéo dài, nhiều hộ trồng mai không có kỹ thuật sẽ gặp tổn thất lớn. Trong khi đó, ông Nhân, người sở hữu 200 gốc mai ở thành phố Thủ Đức, cho biết ngoài lo lắng về thời tiết bất lợi, hiện tượng đặt thuê và mua mai Tết ảm đạm cũng khiến ông và nhiều người đau đầu. Năm nay, chi phí tăng cao nhưng giá bán ra khó tăng vì sức mua yếu. Các hộ trồng mai ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, để kích cầu sức mua, năm nay họ sẽ không tăng giá mai dù chi phí chăm sóc tăng cao, sản lượng cung ra thị trường giảm. Các chủ vườn cho biết sẽ ưu tiên bán các dòng mai giá rẻ từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng để phù hợp với túi tiền của người lao động. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc dựng hàng loạt bệnh viện cabin khổng lồ ở nhiều nơi để cách ly. Người Trung Quốc trên thế giới biểu tình yêu cầu chính quyền Trung Quốc trả lại quyền lực. Tổng thống Hàn Quốc, Trung Quốc có thể tác động đến hành vi của Triều Tiên nếu muốn.
Thủ tướng Sunak, kỷ nguyên vàng trong quan hệ Anh-Trung đã kết thúc. Nga pháo kích gần 300 lần một tuần, mặt trận Kherson khốc liệt trở lại. Công ty mẹ Facebook bị phạt gần 1 tỷ USD. Sốc, 3 người trốn trên bánh lái tàu chở dầu trong 11 ngày. WHO chính thức loại bỏ tên gọi đầu mùi khỉ. Núi lửa lớn nhất thế giới phun trào. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ Epoch Times, gần đây chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các địa phương sớm chuẩn bị trước hệ thống bệnh viện cabin, tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực y tế. Ngay sau đó, nhiều nơi ở Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các bệnh viện cabin quy mô lớn. Chính quyền Bắc Kinh đã thông báo nhiều bệnh viện cabin và lều đã được xây dựng. Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Quảng Châu mới đây cũng tuyên bố, sau hơn một tháng, tỉnh này đã mở tổng cộng 6 bệnh viện cabin với hơn 20.000 giường bệnh và hơn 4.000 nhân viên y tế. Mục đích chính là để cách ly người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng. Được biết, động thái này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Một số cư dân mạng bình luận, nếu không làm tốt vấn đề cơ sở vật chất của bệnh viện cabin thì sẽ trở thành một nhà tù khủng khiếp. Các cabin thực chất là trại tập trung trá hình, do trên thực tế, cách ly cabin cơ bản không cung cấp hỗ trợ y tế. Nó đã hoàn toàn trở thành nơi tùy ý giam giữ những người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng. Truyền thông quốc tế đưa tin, làn sóng phản đối chính quyền Trung Quốc vì chính sách phong tỏa Zero Covid quá hà khắc và vấn đề đàn áp nhân quyền tiếp tục lan rộng ra quốc tế. Tại rất nhiều các thành phố lớn trên thế giới như New York, Paris, London, Toronto, Tokyo, Sydney, Hồng Kông và các thành phố lớn ở Đài Loan, sinh viên Trung Quốc cùng người Hoa Kiều đã tụ tập để ủng hộ người dân đại lục và để tang các nạn nhân vụ hỏa hoạn Urumqi. Các video và hình ảnh cho thấy, rất đông những người biểu tình đã nối tiếp theo phong trào cầm tờ giấy trắng im lặng, thể hiện phản đối nhà cầm quyền, một chiến thuật được người dân đại lục sử dụng nhằm tránh bị kiểm duyệt hoặc bắt giữ. Nhiều cư dân mạng để lại lời nhắn, dù không có gì trên tờ giấy trắng, nhưng tất cả chúng ta đều biết người đó muốn nói gì. Nhiều người dân chia sẻ, họ rất xúc động khi thấy người Trung Quốc đã dám đứng lên chống lại cường quyền, vì những cuộc biểu tình quy mô lớn trong đại lục dường như là không thể, khi chính quyền Trung Quốc rất nhạy cảm với những ý kiến bất đồng và sẵn sàng ra tay đàn áp không thương tiếc. Nhiều chuyên gia chính trị ở hải ngoại cho rằng đây là làn sóng phản đối với quy mô chưa từng thấy ở Trung Quốc kể từ sau sự kiện Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 1989. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng Trung Quốc có năng lực tác động đến hành vi của Triều Tiên nếu muốn. Ông kêu gọi Bắc Kinh tác động đến chính sách phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và cho rằng nếu giới chức Trung Quốc im lặng, có khả năng rất cao rằng căng thẳng sẽ leo thang ở khu vực. Tổng thống Yoon nói, điều chắc chắn là Trung Quốc có khả năng gây ảnh hưởng đến Triều Tiên và Trung Quốc có trách nhiệm tham gia vào quá trình này. Tổng thống Hàn Quốc nhận định, các hành động của Triều Tiên đã dẫn đến việc tăng chi tiêu quốc phòng ở các quốc gia trong khu vực, trong đó có Nhật, khiến Mỹ triển khai nhiều hơn các máy bay chiến đấu và tàu chiến. Ông cũng kêu gọi các nước phải phản ứng một cách nhất quán và đồng bộ với nhau trong chính sách đối với Triều Tiên. Trước đó, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp mặt với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc gặp mặt, Washington cho biết họ muốn Trung Quốc, với tư cách là đối tác quan trọng của Triều Tiên, sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp kiềm chế Bình Nhưỡng trong việc thử hạt nhân. Theo BBC, mới đây trong bài phát biểu chính sách đối ngoại đầu tiên của mình, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng kỷ nguyên vàng trong quan hệ Anh-Trung Quốc đã kết thúc và London cần mở rộng cách tiếp cận trong quan hệ này. Ông cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh đang cạnh tranh một cách có ý thức để giành ảnh hưởng toàn cầu bằng cách sử dụng tất cả đòn bẩy từ quyền lực nhà nước. Thủ tướng Sunak cũng ám chỉ cách nói của cựu Bộ trưởng Tài chính Osborne về quan hệ Anh-Trung vào năm 2015 khi nói cái gọi là kỷ nguyên vàng cùng với ý tưởng ngây thơ rằng thương mại sẽ dẫn đến cải cách xã hội và chính trị đã qua rồi. Chúng tôi nhận ra rằng Trung Quốc đặt ra một thách thức mang tính hệ thống đối với các giá trị và lợi ích của chúng ta. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua tầm quan trọng của Trung Quốc trong các vấn đề thế giới, đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu hoặc các vấn đề như biến đổi khí hậu. Mỹ, Canada, Úc, Nhật và nhiều nước khác cũng hiểu điều này. Ông Sunak cho biết dưới sự lãnh đạo của ông, nước Anh sẽ cạnh tranh trên trường quốc tế, không phải bằng lời nói mà bằng chủ nghĩa thực dụng mạnh mẽ. Trước đó, một số người trong đảng bảo thủ đã chỉ trích Thủ tướng Sunak, cho rằng chính sách với Trung Quốc của ông ít cứng rắn hơn so với người tiền nhiệm Liu Truss. Hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây cho biết các lực lượng Nga đã pháo kích 258 lần vào 30 khu định cư ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine trong tuần qua. Được biết, Kherson có ý nghĩa chiến lược đối với cả Nga và Ukraine bởi vì vị trí quan trọng của thành phố này bên sông Dnipro. Đối với Nga, Kherson là bàn đạp giúp Nga tiến vào Odessa và Mykolaiv, từ đó có thể cắt đứt đường tiếp cận của Ukraine với Biển Đen, biến Ukraine thành quốc gia không giáp biển. Nga kiểm soát hầu hết tỉnh Kherson từ tháng 3 năm nay.
Tuy nhiên, trước đà phản công mạnh của lực lượng Ukraine, hôm 9 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rút quân khỏi thành phố, di chuyển lực lượng và thiết bị từ bờ Tây sang bờ Đông sông Dnipro. Tuy nhiên, sau khi rút quân đến nay, Nga liên tục pháo kích qua sông Dnipro nhắm vào các mục tiêu của Ukraine ở bờ Tây. Riêng hôm 26 tháng 11, phía Nga được cho là đã pháo kích hơn 50 lần vào Kherson. Giới chức Ukraine cho hay ít nhất 32 người thiệt mạng do những đợt pháo kích của Moscow kể từ khi rút quân. Hiện chưa rõ mục đích của Nga đằng sau các cuộc pháo kích dồn dập trở lại thành phố Kherson. Giới quan sát nhận định, Nga đã củng cố hệ thống phòng thủ ở bờ đông sông Dnipro để ngăn chặn Ukraine tiến xa hơn, mặt khác tìm cách khôi phục lực lượng sẵn sàng cho một cuộc phản công trong tương lai. Trang RT đưa tin, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Ireland DPC vừa tuyên bố phạt công ty Meta 275 triệu USD do để lộ thông tin cá nhân của hơn 500 triệu người dùng Facebook. Trong một tuyên bố, DPC nêu rõ một số công cụ tìm kiếm trên Facebook, Instagram do Meta cung cấp cho các nhà phát triển bên thứ ba đã được sử dụng để lấy thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm địa chỉ email, vị trí định vị và số điện thoại trong hai thời điểm, trong tháng 5 2018 và tháng 9 2019. Theo đó, khoảng 553 triệu người dùng ở 106 quốc gia đã bị lộ thông tin cá nhân. Sau đó, những thông tin cá nhân này được đưa lên một diễn đàn của tin tặc. Được biết, quyết định của DPC được đưa ra 2 tháng sau khi Meta bị phạt khoảng 420 triệu USD vì sai phạm trong xử lý dữ liệu của người dùng Instagram chưa đủ tuổi vị thành niên. Trước đó, Meta cũng bị DPC phạt khoảng 233 triệu USD vào tháng 10 năm ngoái vì những vi phạm liên quan đến dịch vụ nhắn tin WhatsApp. Tổng cộng, DPC đã phạt Meta khoảng 945 triệu USD kể từ tháng 10 năm ngoái, mặc dù con số này chưa đến 1% doanh thu năm 2021 của công ty. Cơ quan giám sát hiện đang tiến hành 13 cuộc điều tra thêm về các hoạt động của Meta. Tờ Guardian đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha vừa giải cứu 3 người di cư trốn trên bánh lái của một tàu chở dầu đi từ Nigeria đến quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Trong một bức ảnh được lực lượng bảo vệ bờ biển đăng trên Twitter, 3 người này được cho là đang ngồi trên bánh lái của tàu Alithini 2 chở dầu và hóa chất. Theo Marine Traffic, một trang web theo dõi tàu biển, tàu Alithini 2 treo cờ Malta đã đến Las Palmas ở Gran Canaria vào chiều 28 tháng 11 sau chuyến đi kéo dài 11 ngày từ Lagos ở Nigeria. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết trên Twitter rằng những người di cư đã được đưa vào cảng và được nhân viên y tế chăm sóc vì tình trạng mất nước và hạ thân nhiệt. Lượng người di cư đến quần đảo Canary, Tây Ban Nha đã tăng đáng kể từ cuối năm 2019. Được biết, quần đảo Canary là một cửa ngõ phổ biến cho những người di cư châu Phi đang cố gắng đến châu Âu. Dữ liệu của Tây Ban Nha cho thấy, di cư bằng đường biển đến quần đảo này đã tăng 51% trong 5 tháng đầu năm so với một năm trước đó. Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây thông báo sẽ thay thế từ đậu mùa khỉ, Moneypox bằng từ Mpox và kêu gọi mọi người cùng thay đổi, sau một số khiếu nại cho rằng tên gọi của căn bệnh này mang tính kỳ thị loài khỉ. Theo WHO, cả hai tên sẽ được sử dụng đồng thời trong một năm khi từ đậu mùa khỉ bị loại dần. Trước đó, WHO đã khởi động quy trình tham vấn công khai để tìm tên gọi mới cho căn bệnh này. Một trong những đề xuất nổi bật là Mpox, được đề xuất bởi Tổ chức Vì Sức Khỏe của Nam Giới Rezo Canada. Tổ chức này khi đó cho rằng từ bỏ hình ảnh về loài khỉ sẽ giúp mọi người xem vấn đề khẩn cấp y tế này một cách nghiêm túc hơn. Để biết, bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1958 và được đặt tên theo loài vật đầu tiên có triệu chứng. Tuy nhiên, hồi tháng 8 vừa qua, Brazil đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân ném đá vào các con khỉ đuôi sóc và khỉ mũ do lo ngại bệnh đậu mùa khỉ, dẫn đến cái chết của ít nhất 7 cá thể. Trong khi đó, các chuyên gia nhiều lần cho biết khỉ không lây bệnh đậu mùa khỉ cho người. Theo WHO, hiện 110 nước đã ghi nhận tổng cộng khoảng 80.000 ca nhiễm và 55 ca tử vong vì căn bệnh này. Hãng CNN dẫn tin từ cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết Mauna Loa, núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới ở Hawaii, Mỹ, đã bắt đầu phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm, khiến cho và các mảnh vụn rơi xuống các khu vực gần đó. Cụ thể, Mauna Loa bắt đầu phun trào vào khoảng 11 giờ 30 phút đêm Chủ nhật 27 tháng 11. Từ Kona, một điểm đến du lịch được ưa chuộng ở bờ biển phía tây hòn đảo, có thể nhìn rõ núi lửa đang phun trào. Theo chính quyền địa phương, dòng dung nham chảy từ Mauna Loa nằm ở trung tâm của đảo lớn ở Hawaii, không đe dọa tới các khu vực đông dân cư. Hiện chưa có lệnh sơ tán nào được ban bố, song hai trung tâm trú ẩn đã được mở cửa để đề phòng. Nhà chức trách cảnh báo gió có thể mang theo khí núi lửa và tro mịn. USGS cho biết dù vụ phun trào ban đầu chỉ giới hạn ở đỉnh núi, nhưng trong bản tin mới cập nhật, cơ quan này thông báo dung nham đã bắt đầu chảy ra khỏi phía đông bắc của núi lửa, khó dự đoán núi lửa sẽ phun trào trong bao lâu. Được biết, Mauna Loa cao 4.169m là một trong năm núi lửa tạo nên hòn đảo lớn của Hawaii. Mauna Loa phun trào gần đây nhất vào năm 1984.
Những hình ảnh trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và tiếp theo đây, mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, dung mạo tuổi 40 bộc lộ tính cách con người, gương mặt thể hiện tính cách và phúc báo. Nhìn cõi nhân gian ngàn vạn cảnh, nhân cách mỗi người cũng có hàng vạn kiểu. Chỉ những đức tính tốt đẹp mới giúp chúng ta có được một khuôn mặt xinh đẹp không tuổi. Nói cách khác, sắc đẹp cũng là một biểu hiện của phúc báo. Nhà văn Nhật Bản Soichi Oya từng nói, khuôn mặt của một người chính là một tờ lý lịch. Một lần, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam ngoài 40 tuổi đến làm nhân viên cho chính phủ. Mặc dù người đàn ông này rất có tài năng, nhưng vị Tổng thống vẫn quyết định không lựa chọn. Người phụ tá thấy vậy liền hỏi Tổng thống Lincoln nguyên nhân vì sao ông không nhận ứng viên tài năng này. "Tôi không thích tướng mạo của anh ấy," Tổng thống Lincoln nói. Chẳng lẽ một người khi sinh ra không được ưa nhìn thì là lỗi của họ sao? Người phụ tá không hiểu nên hỏi lại. Mỗi người sau tuổi 40 đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình, Lincoln nói. Bí quyết mỹ lệ đắm say qua khả nghiệm của thời gian. Lấy tượng đài sắc đẹp Audrey Hepburn là hình mẫu, Sam Levinson, nhà văn kiêm người dẫn chương trình Người Mỹ, đã viết tặng bà một bài thơ có tên Bí quyết mỹ lệ đắm say qua khảo nghiệm của thời gian như sau. Nếu muốn có một bờ môi mê mẩn lòng người, xin hãy thường nói những lời thiện lương. Nếu muốn đôi mắt đáng yêu, xin hãy nhìn vào sở trường của người khác. Nếu muốn có một thân hình mảnh dẻ, xin hãy chia sẻ thức ăn của mình với những người đói khát. Nếu muốn có mái tóc thướt tha xinh đẹp, xin hãy để những ngón tay của con trẻ luồn qua mái tóc bạn. Nếu muốn có một sắc vóc mê đắm, xin hãy nhớ rằng khi giải bước bạn sẽ không bao giờ đi một mình. Bởi lẽ, trong những năm tháng tuổi trẻ, bà luôn được người đời ngưỡng mộ vì vẻ đẹp sinh ra từ lòng nhân hậu, sự tử tế và tình yêu của một người phụ nữ. Những năm cuối đời, vì đã quan sát những cảnh chết đói thương tâm trong khói lửa của Thế chiến thứ hai khi còn là một đứa trẻ, nên bà cống hiến hết sức mình cho các hoạt động phúc lợi công cộng. Đã không có ít những tác phẩm nghệ thuật khắc họa cuộc đời của bà. Vẻ đẹp của một người phụ nữ không nằm ở trang phục cô ấy mặc, cách cô ấy đi đứng hay cách cô ấy chải chuốt tóc tai. Vẻ đẹp của một người phụ nữ nằm ở đôi mắt, chính là cánh cửa sổ mở vào trái tim nơi tình yêu ngự trị. Vẻ đẹp chân thực của người phụ nữ đến từ tâm hồn của cô. Sự bao dung, tình yêu và lòng hiến dâng của cô ấy sẽ mang lại một vẻ đẹp ngày càng hoàn mỹ với thời gian. Khuôn mặt tuổi 40 là do chính bạn lựa chọn. Coco Chanel từng nói, khuôn mặt tuổi 20 trời sinh, khuôn mặt 30 do cuộc sống khắc ghi, nhưng khuôn mặt tuổi 40 là do chính bạn lựa chọn. Trước tuổi 40, tướng mạo của bạn ra sao là do gen di truyền sẽ quyết định, lời nói và hành động của cha mẹ được phản chiếu lên con người của bạn. Tuy nhiên, tới tuổi 40, tướng mạo của bạn sẽ ra sao, tính cách và phẩm chất của bạn sẽ được bộc lộ hết ra bên ngoài. Người có tấm lòng khoan dung sẽ có khuôn mặt phúc hậu, người có lòng dạ nhỏ mọn phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí. Bởi khi ấy, những gì bạn tích lũy, chiêm nghiệm, quan sát sẽ ngấm vào con người bạn và trở thành chính bạn. Cổ nhân có câu, tứ thập bất hoặc. Tức là sau tuổi 40, tướng mạo của một người ra sao dựa vào cách họ tu tâm dưỡng tính, đối nhân xử thế. Người hiền lành, chân thật luôn khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc, còn người hung dữ dễ khiến người xung quanh muốn tránh xa. Tướng do tâm sinh. Rất lâu trước kia, có một nghệ nhân tay nghề vô cùng điêu luyện. Rất nhiều người tới nhà ông mua tượng điêu khắc, nhưng ông lại khác với mọi người, rất thích tạc tượng yêu ma quỷ quái. Một hôm, khi soi mình trong gương, ông mới thảng thốt phát hiện ra khuôn mặt của mình trông thật rất xấu xí. Ông tư lự hồi lâu, không phải ngũ quan thay đổi, mà là toàn bộ khuôn mặt ông trông thật hung ác, xấu xí và cổ quái. Sau này, ông đến một ngôi đền cầu cứu phương trượng. Vị phương trượng nói, ta có thể chữa trị cho ông, nhưng ông phải giúp ta tạc 100 pho tượng Quán Âm trước.
Thế là nghệ nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu dáng vẻ, đức tính và biểu cảm của Quán Âm. Đôi khi ông còn đạt đến cảnh giới vì người mà quên cả bản thân. Nửa năm sau, khi hoàn thành những bức tượng điều khắc Quán Âm với muôn vẻ thiện lương, từ bi, khoan dung đức độ, ông vội vàng tới chùa tìm Phương Trượng. Ông nói với Phương Trượng rằng, xin ngài hãy giúp tôi chữa căn bệnh này. Phương Trượng không nói mà lấy ra một chiếc gương, mỉm cười, bệnh của ông đã khỏi rồi. Lúc này ông mới phát hiện ra tướng mạo của mình vô cùng chính trực, trang nghiêm. Một nhà tâm lý học từng nói, nếu một người trường kỳ không mỉm cười thì cơ bắp bị co rút, thi thoảng mới mỉm cười sẽ khiến người khác sợ hãi mất dạng. Vì thế, dù là ai, dù làm gì, cũng đừng để bộ mặt của bản thân trở nên quá xấu xí. Hãy tu tâm dưỡng tính, tích đức hành thiện ngay từ bây giờ để mãi trẻ trung với gương mặt sống mãi cùng thời gian. Đó cũng là con đường duy nhất đưa bạn đến với hạnh phúc đích thực của một sinh mệnh. Là người thiện đức thì hậu vận tốt, sinh mệnh của họ cũng được cải biến. Quý vị có cảm nhận gì với những chia sẻ hôm nay của Hành Trình Tương Lai? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Thưa quý vị, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất như ăn uống điều độ, nghỉ ngơi, luyện tập thể dục thì ngồi thiền hay luyện khí công là một liệu pháp thật tốt đã được hàng triệu người trên thế giới thực hành mỗi ngày. Ngọc Hà đã trải nghiệm một môn tu luyện khí công của Phật gia theo chân thiện nhẫn và đã có được sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan và có được nguồn năng lượng tuyệt vời cho công việc và cuộc sống của mình. Quý vị hãy dành thời gian tìm hiểu xem sao. Nếu yêu quý chúng tôi, đừng quên share video và tham gia page group của Hành Trình Tương Lai trên Facebook. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị luôn theo dõi, đồng hành và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị ở bản tin tiếp theo.